Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án một căn nhà duy nhất tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán thì rất là hợp lý nha quý vị, chỉ 1 tỷ 650 triệu đồng thôi, với thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà là 4m, diện tích là 30m², trên sổ đỏ thiết kế và xây dựng là 5 tầng nha quý vị. Ngõ trước nhà là 2,5m, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi ạ. Và từ vị trí của ngôi nhà này cách với bến xe Nghĩa là 3,5km, cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 3,5km nha quý vị. Cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa, công viên âm nhạc, phạm vi bán kính 2km quay đầu thôi, rất là gần, xung quanh đầy đủ chợ, trường, phường, trạm, đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh. Bây giờ mời quý vị theo em vào phía tham quan cụ thể tầng 1 của ngôi nhà, với mặt tiền 4m rất là rộng, thiết kế hai cửa, cửa chính và cửa phụ, cửa sổ ở đây mọi người nha. Đấy, rất là mát. Căn nhà rất là mát luôn ý, bởi vì sao ạ? Cái view đằng trước nhà đây quý khách hàng có thể nhìn thấy luôn là một khoảng đất trống và trồng cây mọi người nha. Cho nên là cái tuy nhiên hướng nhà là hướng Tây Bắc nhưng mà lại cực kỳ mát. Ngôi nhà nằm trong cái khu dân cư đông đúc, gần với lại chợ, gần như là nằm cạnh chợ dân sinh luôn ý mọi người ơi, rất là tiện lợi đi lại sinh hoạt hàng ngày. Và toàn bộ mặt tiền đấy mọi người có thể nhìn thấy là chủ đầu tư ốp và đá granite hết rồi nha. Và đây này, từ phía tầng 2 của ngôi nhà đây quý khách hàng có thể nhìn thấy luôn thực tế trên Ngọc Ánh review là từ phía tầng 2 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà được xây đua ra rất là rộng nữa. Cửa chính thì được thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện nha mọi người. Mời mọi người theo em vào khám phá cái phần tầng 1 cũng như là phòng khách của ngôi nhà. Đó, mặt tiền của ngôi nhà là 4m cho nên là cái phòng khách cũng như là vào cái không gian phòng này rất là thoáng. Và cái ngôi nhà này thì chủ đầu tư thiết kế cũng rất là tâm huyết và tỉ mỉ về cái phần trang trí của ngôi nhà mọi người ạ. Cái phần phòng khách thì được chủ đầu tư cũng lát gạch kích thước là 60-60, rất là đẹp, hợp lý. Và cái giá chào bán thì như Hoàng chia sẻ rồi, rất là hài hòa. Và với cái quý khách hàng nào mà có tầm tài chính chỉ khoảng tầm 600-700 triệu thôi là có thể sở hữu cái căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa 25 năm, tối thiểu là 3 năm với lãi suất là ưu đãi nhất nha quý vị. Đấy, ngắm nghía cái phần phòng khách đây, thiết kế rất rộng, cửa sổ mở ra bên ngoài, rất là hợp lý. Đây, toàn bộ ở xung quanh của khu vực cái phần phòng khách này, quý khách hàng nhìn thấy không ạ? Thực ra Ngọc Ánh cũng không cần chia sẻ quá nhiều, bởi vì sao? Quý khách hàng nào mà đã cân nhắc xem rất nhiều video của Ngọc Ánh rồi thì biết rằng review rất là chân thật, từ cái thông số cho đến cái giá bán, rồi là những cái chất liệu xây dựng hoàn thiện lên ngôi nhà cũng rất là hợp lý. Đây là phần phòng khách và phía tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm một cái phòng bếp nữa. Đây, phòng bếp chữ L nhỏ xinh nhưng mà nói tóm lại là đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng mọi người ạ. Toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm với bếp đều là chất liệu inox 304, tủ gỗ An Cường, hợp lý, hài hòa. Mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp thì toàn bộ là ốp gạch hết rồi nha mọi người, rất là sạch sẽ. Nói chung với chị em phụ nữ thì cái căn phòng bếp này nhỏ xinh thôi nhưng mà gần như là có võ đấy mọi người ạ. Tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà này. Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người luôn là cái căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ cái ngôi nhà này theo hiện trạng video Ngọc Ánh quay lên thì căn nhà chỉ việc dọn đồ về và ở ngay lập tức thôi mọi người nha. Xách hành lý về và ở thôi. Sổ đỏ chính chủ, bao phí sang tên ngay. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho lên tầng 5 của ngôi nhà đều được thiết kế là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen trắng rất là tinh tế. Mời khách hàng lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 phòng ngủ ngôi nhà mọi người ơi, thiết kế rất là rộng, với lại hai cái cửa sổ hướng ra bên ngoài mặt ngõ rất là thoáng. Với cái căn phòng ngủ này nó phải rộng khoảng tầm 15 đến 17 m² nha quý vị.
vô cùng rộng. Và cái căn phòng ngủ này chủ đầu tư cũng lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao, cũng như là hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần, cũng như là đồng thời lắp đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Phòng ngủ thì rất là rộng. Quý khách hàng nào đang cân nhắc hướng nhà Tây Bắc một phòng ngủ một tầng thì căn nhà này là một căn nhà vô cùng lý tưởng, với cái giá chào bán cũng vô cùng hợp lý của khu vực nha mọi người. Với cái căn phòng ngủ này thiết kế theo kiểu master mọi người ạ. Đây, phòng vệ sinh ở phía bên trong. Và cái căn phòng vệ sinh này thì lại có cửa sổ hướng ra bên ngoài rất chi là thoáng. Phòng vệ sinh thì được thiết kế cái tông màu sáng cho nên là cũng rất là hợp lý. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, cũng như là lavabo, gương tắm. Nói chung Ngọc Ánh thấy cái căn nhà này theo Ngọc Ánh cảm nhận quá là hợp lý với cái giá bán cũng vậy. Và với cái căn nhà này thì quý khách hàng nào mà có tài chính tối thiểu khoảng tầm 500 triệu tiền mặt thôi mọi người nha, là có thể sở hữu cho mình rồi, thay vì cái việc mình phải đi thuê nhà hàng tháng. Thì ngôi nhà mơ ước này quý khách hàng về tha hồ sắm đồ đạc, cũng như là cái cân nhắc cái việc khả năng chi trả ngân hàng, thì nó cũng như là cái tiền thuê nhà mình phải thuê cho cả hộ gia đình sử dụng thôi mọi người ạ. Đấy, cửa thông phòng của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ nha mọi người. Đây, quý khách hàng nhìn thấy không, phòng ngủ rất là rộng. Đây là tầng 2 của ngôi nhà. Vậy tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên tầng 3. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như tầng 2, tuy nhiên thì nhà vệ sinh để ở phía bên ngoài nha mọi người. Còn phòng ngủ thì thiết kế vẫn giống hệt như tầng 2 thôi. Vẫn rộng như thế, diện tích vẫn là như thế. Rồi là cửa sổ, rồi hệ thống đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng âm trầm. Trời ơi, với cái căn phòng ngủ này, cái gian phòng ngủ này phải nói thật luôn là rất là đã mọi người ạ, rất là thích. Bởi vì cái căn phòng vuông vắn này, cái việc kê nội thất nó rất là hợp lý. Cũng như là cái căn phòng ngủ đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đó. Ngoài sẽ nhờ anh cameraman quay từ phía góc đó và đến đây cho mọi người nha. Rất là rộng. Nhìn ở trên video thế thôi nhưng mà mọi người đến thực tế mới thấy nó rộng vô cùng, rất là hợp lý so với lại những cái căn nhà cùng với khu vực mọi người ạ. Cửa thông phòng đây. Và nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Nói chung nhà nào cũng đáp ứng, tầng nào cũng đáp ứng đầy đủ hệ thống công năng cho một hộ gia đình sử dụng nha mọi người. Rất hài hòa. Đây là tầng 3 và còn tầng 4. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người. Lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi quý vị ơi, và có tổng là 4 phòng vệ sinh nha mọi người. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Mỗi tầng một phòng vệ sinh. Trời ơi, quá ư là đầy đủ công năng. Quá ư là đầy đủ những cái mà tiện ích sinh hoạt xung quanh ngôi nhà này dành tới quý khách hàng. Và với cái giá chào bán thì lại cực kỳ rẻ, cực kỳ hợp lý nha mọi người. Với cái giá chào bán đó thì là chủ đầu tư đã bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho quý khách hàng rồi. Đó, sổ đỏ chính chủ trao tay ngay. Và với căn nhà này, chủ đầu tư như Ngọc Ánh chia sẻ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu nhá. Đó, còn khách hàng nào muốn trả thẳng tiền mặt cũng ok luôn. Đây, nhà vệ sinh ở phía tầng 4. Tương tự như các tầng. Rất là rộng, đều có cửa sổ thoáng hướng ra phía bên ngoài. Phần còn lại đó là tầng 5 của ngôi nhà. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên tầng 5 nha. Với tầng 5 của ngôi nhà đây mọi người ơi, bước chân lên trên phía cầu thang cảm thấy một luồng không khí gió mát vào thổi vào mặt mọi người ạ. Cái cửa này mở ra rất là hút gió. Và phía ở trên tầng 5 ở đây là có một ô giếng trời để lấy thoáng cũng như là ánh sáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang nha quý vị. Và trên phía tầng 5 này thì thiết kế một khu vực để máy giặt và một khu vực sân phơi. Đây ạ, là phần khu vực để máy giặt. Đấy, rất là hợp lý. Và ở đây là còn một cái khu để sân phơi, cũng như nói chung là cái này thì chủ đầu tư cố tình để như thế này, bán theo hiện trạng như thế này luôn nha quý vị. Quý vị về có thể lắp thêm tầng hoặc cũng có thể là cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Và xung quanh đấy quý vị có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh luôn.
Trời ơi, xung quanh thì khu dân cư đông đúc này, nói chung là gần với chợ trường phường trạm này, giá chào bán thì lại quá là hợp lý này. Vậy thì quý khách hàng còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể nắm rõ thông tin về ngôi nhà này và với những cái dự án khác nữa. 0983013403 hoặc 0888041444 nhá. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật những bất động sản tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.